khẳng định thực phẩm bẩn là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư là thông tin đang khiến cho dư luận không khỏi hoang mang trong những ngày gần qua. Ngày vừa qua, thông tin này như được cộng hưởng với hàng loạt các vụ phát hiện thực phẩm bẩn khác đã gây ra một hiệu ứng lớn trong xã hội. Tuy nhiên, trả lời phóng viên chào buổi tối ngày hôm nay, giáo sư Nguyễn Trấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung Thư Việt Nam lại phủ nhận thông tin này. Nhìn bảng dữ liệu mới nhất mà giáo sư Nguyễn Trấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam có được khi ông cùng tham gia nghiên cứu với các tổ chức quốc tế về căn bệnh ung thư, có thể thấy Việt Nam không phải là nước có tỷ lệ mắc ung thư và tử vong do ung thư cao nhất thế giới. Theo giáo sư Hùng, ông ủng hộ việc các cơ quan truyền thông những ngày gần đây vào cuộc đẩy mạnh chiến dịch chống thực phẩm bẩn, nhưng nói thực phẩm bẩn nhưng nói thực phẩm có phải là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh ung thư không thì giáo sư Hùng khẳng định không phải. Cũng theo giáo sư Hùng, nếu sử dụng thực phẩm bẩn như bị ôi thiêu, nhiễm hóa chất có thể khiến con người tử vong rất nhanh hoặc có thể gây ra các bệnh khác liên quan đến tiêu hóa. Ông khẳng định nguyên nhân đầu tiên về cận kề nhất gây căn bệnh ung thư quái ác là do hút thuốc, chiếm tỷ lệ 1 phần 3. Thứ hai là do việc sử dụng những thực phẩm được gọi bằng cái tên là không lành, chiếm 1 phần 3. Nguyên nhân còn lại là do virus, vi khuẩn tiềm ẩn trong cơ thể mỗi người cũng theo giáo sư hùng quốc tế cũng chưa có bằng chứng nào cho rằng các loại chất cấm được sử dụng trong chăn nuôi như senputamol và clenpureterol gây ung thư hai chất này không có trong danh mục quốc tế về các chất gây ung thư